ngày 24 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phương Thanh, sinh năm 1988, ngụ quận 10, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Trước đó, ông G, ngụ thành phố Hà Nội, có quen biết với Thanh từ năm 2011. Vào năm 2017, ông G có nhu cầu du học Mỹ. Lúc này, Thanh nói với ông G là Thanh có mối quan hệ quen biết tại Tổng lãnh sự quán Mỹ, có khả năng giúp cho ông này được duyệt thủ tục đi du học. Đồng thời, Thanh hứa giúp và yêu cầu ông G nhiều lần đưa tiền cho Thanh để lo thủ tục. Ông G tin tưởng vào lời của Thanh nên đã báo cho mẹ là bà B biết. Sau đó, ông G và bà B đã chuyển tiền cho Thanh nhiều lần với tổng cộng gần 4,6 tỷ đồng cùng 153.000 đô la Mỹ. Sau khi nhận được tiền, Thanh sử dụng hết vào mục đích cá nhân. Kết quả xác minh, Thanh không có mối quan hệ với Tổng lãnh sự quán Mỹ, hoàn toàn không có chức năng, thẩm quyền, khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa với ông G. Khi chuyển tiền cho Thanh đã lâu, nhưng ông G vẫn không được cấp visa đi du học, nên ông G và bà B viết đơn tố cáo, gửi công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi biết bị tố cáo, Thanh không hợp tác khi làm việc, quanh co đối phó với công an, sau đó lẩn trốn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được Thanh. Tại cơ quan công an, Thanh thừa nhận hành vi như trên.